2050 stays focused at the game, bro. Yeah, everything better when you high. Bitches like you better when you fly. Everybody love you when you die. Bitch, we tryna get this chick right now, right now. Right now, hell yeah, right now. Right now, hell yeah. Audio Jungle. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Đình Phong TV. Thì hôm nay mình tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì mình sẽ khui hộp cho các bạn xem một cái sản phẩm, đó là két sắt mini giả sách SG058N màu nâu nhé. Và giá của con này hiện tại khi làm video này là 149.000. Cầm chiếc máy nó cũng khá là nặng đó. Mình sẽ mở thử xem nhé. Mình sẽ... rất là giống một cuốn sách. Này có lẽ là lúc vận chuyển nó hơi bị móc một tí nha các bạn. Thì những cái thiết bị nhỏ gọn như thế này á, thì các bạn có thể đựng là những cái đồ cá nhân của mình, hay là những cái tiền hoặc là vàng nhẫn như các bạn có thể đựng vào đây đó. Sau đó là bận các bạn có kệ sách, các bạn để nhét vào như thế này thì nó sẽ y chang một cuốn sách luôn. Nếu bạn cầm lên như thế này thì ai cũng nghĩ là một quyển sách rồi, cũng không có ai mà lật những quyển sách này để kiếm đồ ở trong đâu. Rất là đẹp. Vận chuyển này không biết nó có mấy cái ông vận chuyển này có đập là có dục gì không, thì thấy móp hết một chút nè, thấy không, móp một tí nè. Bây giờ các bạn vận chuyển của hàng VNVT này, vận chuyển rất là dở. Vận chuyển những cái đồ mà hay mà cái khả năng mà bể vỡ cao hoặc là móp méo cao, đưa VNVT vận chuyển là thua. VNVT vận chuyển là quá ẩu luôn. Giờ thì có những cái nhiều cái hãng vận chuyển khác á, họ vận chuyển rất là tốt, hàng tới tay mình là còn y nguyên mà không có móp méo hay là gì hết. Có những đợt mình nhận á, là cái hộp ngoài của cái sản phẩm này á, nó méo, nó mó, nó móp từ lưa hết trơn. Cái này hơn là cái này nó cứng á, nên móp và có móp, móp ít nè, không có móp nhiều. Dinh to là cái sản phẩm này tốt, trăm mấy mình nghĩ là tốt, cứng cáp. Bạn nghe không? Khá là cứng á, bằng nhôm hay sắt vậy. Khá là cứng. Trong thì nó cũng rộng nè, có thể đựng được rất nhiều đồ.
À, bây giờ mình sẽ mở thử bên trong cho các bạn xem nhé. Cái vỏ ngoài nó những cái vân này nhìn rất là cực kỳ giống quyển sách luôn. Này nó gỡ ra được. Từ điển tiếng Anh. Đây. Mở ra thì nó sẽ như thế này. Đây là có cái chìa khóa, trong có cái hộp như thế này, đây là chìa khóa, đây chìa khóa như thế này, hai chìa. Mình nghĩ nên ở trên này nó làm thêm vài tờ giấy nữa thì nhìn nó sẽ thật hơn. Cái này khi mình mở ra mình gặp cái này nó không hay lắm. Nghĩ phải thêm vài tờ giấy dạng nó như thế này nè, thêm một lớp giấy nữa thì nó sẽ nhìn nó hay hơn. Đấy, thì cái sản phẩm này đơn giản nó như vậy thôi. Rồi, video này là hết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm cái kép sách mini nhỏ giả sách này á, thì mình có để link ở phần mô tả video á, các bạn hãy click vào đó xem tham khảo nha. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.